bạn đang nghe truyện hệ thống cửa hàng ở dị giới trên kênh TV Audio CV. Chương 13, Ma Sủng Cách đây không lâu, cơ hội đã đến, U Minh Bạch Hổ bị trọng thương sau khi đột phá thiên giai thất bại, Tu Vi rớt xuống địa giai lục giai. Lần này, cơ hội của đại trưởng lão đã đến, bản thân lão ta có Tu Vi địa giai thất giai, cộng thêm nhị trưởng lão xích huyết lôi báo, lôi vân, tộc trưởng báo tộc, là cường giả địa giai lục giai. Tam trưởng lão ảnh Nguyệt Ma Lan, Lan Ngạo, tộc trưởng Lan Tộc, cũng là cường giả địa giai lục giai, tứ trưởng lão lục vĩ ma hồ, hồ mị nhi, tộc trưởng hồ tộc, là cường giả địa giai ngũ giai, ngũ trưởng lão bích nhãn kim ưng, ưng quân diệt, tộc trưởng ưng tộc, cũng là cường giả địa giai ngũ giai. Đủ để lật đổ u minh bạch hổ. Cấp bậc của ma thú được chia thành, giả thú, hung thú, yêu thú, ma thú nhân giai, ma thú huyền giai, ma thú địa giai, ma thú thiên giai trong cơ thể ma thú từ cấp bậc hung thú trở lên đều có ma hạch, ma hạch là nơi chứa đựng năng lượng của ma thú, mỗi một cảnh giới ma thú đều có màu sắc khác nhau, hung thú là màu xám, yêu thú là màu vàng, ma thú nhân dai là màu đỏ, ma thú huyền dai là màu xanh lá, ma thú địa dai là màu xanh lam, ma thú thiên dai là màu tím. Hổ vũ, nếu ngươi ngoan ngoãn tự sát, ta sẽ tha cho hổ tộc, nếu không, hắc hắc, hổ tộc ở huyện Nguyệt Ma Lâm sẽ bị xóa sổ đại trưởng lão sư cuồng lệ âm trầm nói. Ngươi không sợ vị đại nhân kia trách tội. U Minh Bạch Hổ hai mắt sung huyết trừng trừng nhìn chầm chầm sư cuồng lệ. Ha ha ha, hổ vũ, ngươi tu luyện đến mức hồ đồ rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên lời của vị đại nhân kia đã nói, trừ khi huyễn nguyệt ma lâm bị hủy diệt, nếu không vị đại nhân kia sẽ không ra tay sao? Sư cuồng lệ cười lớn, mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng cười theo. Khốn kiếp, đáng chết, trước kia sao ta không nhìn ra bộ mặt thật của các ngươi chứ, các ngươi cứ đợi đấy, bổn vương thề không giết các ngươi thề không làm hổ. Hổ vũ gầm lên trong lòng. Sư cuồng lệ, ngươi nói nếu bổn vương tự sát sẽ tha cho hổ tộc, có thật không? Hổ vũ hai mắt đỏ ngầu hỏi. Đương nhiên, sau khi ta kế vị, nhất định sẽ không tàn sát hổ tộc, trừ phi bọn chúng tự tìm đường chết. Nhưng bổn vương dựa vào đâu mà tin ngươi, ngươi có thể không tin, nhưng sau khi chúng ta giải quyết xong ngươi, hắc hắc, đến lúc đó đừng trách chúng ta không khách khí với hổ tộc. Ha ha ha, hổ vũ ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng hổ gầm rung chuyển cả đất trời. Cười một hồi, hổ vũ hiếp mắt nhìn ngũ đại trưởng lão, không biết các ngươi có thể sống sót dưới vụ nổ tự bạo của bổn vương hay không. Mấy người nghe vậy, đồng tử co rút lại, bọn chúng cho rằng chỉ cần lấy tính mạng của hổ tộc ra uy hiếp, hổ vũ không thể không đồng ý, không ngờ hổ vũ lại dùng tự bạo để uy hiếp ngược lại. Tuy hổ vũ bị trọng thương, tu vi giảm xuống, nhưng nếu như tự bạo, bọn chúng muốn sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy ngươi muốn chúng ta làm gì? Sư cuồng lệ hiếp mắt nhìn hổ vũ. Chỉ cần các ngươi lập lời thề với thiên đạo, không động đến một cọng cỏ nào của hổ tộc. Được, nếu hổ vũ ngươi tự sát, chỉ cần hổ tộc không phản kháng, chúng ta sẽ không động đến một cọng cỏ nào của hổ tộc, nếu như vi phạm, trời giáng ngũ lôi đánh xuống. Sau khi lập lời thề, mấy người lạnh lùng nhìn hổ vũ, sư cùng lệ mừng rỡ trong lòng, ngôi vị thú hoàng của huyễn nguyệt ma lâm cuối cùng cũng sắp thuộc về lão, mưu đồ nhiều năm, tâm huyết nhiều năm, kỳ vọng nhiều năm cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Vì sao hổ vũ lại cam tâm tình nguyện đồng ý tự sát? Bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy, người mạnh nhất huyễn nguyệt ma sâm, cũng chính là vị đại nhân trong miệng bọn chúng, chính là ngân hoàng thiên chuẩn, một ma thú cấp thiên giai ngân hoàng thiên chuẩn đã từng truyền thụ cho hổ vũ một loại động pháp bảo mệnh có tên là sinh tử độn sau khi thi triển động pháp này linh lực trong cơ thể sẽ dần dần biến mất thân thể cũng dần dần tiêu tán hoặc nhìn giống như sau khi linh lực trong cơ thể hoàn toàn biến mất thân thể sẽ hóa thành tro bụi nhưng kỳ thực chân thân sẽ được dịch chuyển đến một nơi cách đó mấy trăm dặm trong nháy mắt sinh tử bất quá sau khi thi triển tu vi của bản thân sẽ bị giảm xuống hai đại cảnh giới đồng thời rơi vào trạng thái suy yếu trong vòng một tháng. Trong một tháng này, cơ thể sẽ không có chút. Linh lực nào? Ánh hoàng hôn, luôn tràn đầy nhu tình phóng khoáng và hoang dã, rắc những tia sáng cuối cùng xuống huyển nguyệt ma lâm với những ngọn núi cao thấp khác nhau, xuống thiên ba hồ với làn nước trong xanh gợn sóng. Dương Phong bước ra khỏi cửa hàng, nhìn ánh hoàng hôn, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, lại một ngày trôi qua một cách trọn vẹn, ồ, kia là cái gì vậy? hình như là một con mèo đi đến gần xem xét quả nhiên là một con mèo hơn nửa toàn thân trắng như tuyết nhưng nhìn qua có vẻ rất yếu ớt cả người nằm im thinh thích không biết chạy đến từ đâu ngươi đã đến đây chứng tỏ chúng ta có duyên vậy ngươi hãy ở lại đây làm mèo chiêu tài cho cửa hàng của ta đi đinh nhiệm vụ phụ mới thu phục thành công một ma sủng phần thưởng một bình ma sủng linh đan mở khóa cửa hàng đặc biệt mở khóa số lần bán giới hạn đối với đang dược phàm dai dương phong ôm mèo trắng nhỏ vào trong tiệm âm thanh hệ thống nhắc nhở liền vang lên trong đầu ồ như vậy cũng có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến sao xem ra sau này phải chú ý điểm này mới được có việc hay không có việc gì thì phải là một số chuyện ừm cứ như vậy đi dương phong thầm nghĩ hệ thống làm thế nào mới có thể thành công thu phục ma sủng bản diện thuộc tính hệ thống đã cập nhật thêm thú cưng muốn thu phục vào chỉ cần thú cưng này không kháng cự là được dương phong kiểm tra cột thuộc tính chủ tiệm Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch lĩnh vực 100m, cấp bậc cửa hàng, phàm cấp tích phân, 50, có thể đổi đồ dùng cửa hàng, linh nguyên, 40, có thể đổi vật phẩm chuyên thuộc của chủ tiệm, số lần rút thưởng, 3 lần ma sủng, không cộng nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến. Mua thương phẩm chuyên dụng một lần không phần 1, nhiệm vụ phụ, thu phục một con sủng vật. Dương Phong nhìn thuộc tính hệ thống, số lượng thú cưng là không, dấu cộng kia hẳn là có ý nghĩa là thêm vào, thế là bấm vào. Sau khi nhấn dấu cộng, Dương Phong tiến vào một trang khác, thân ảnh mèo trắng nhỏ trên trang diện rõ ràng ở đây, nhưng cũng chỉ có một mình mèo trắng nhỏ. Dương Phong nhìn giới thiệu trên tiểu bạch miêu, bất giác ngẩn người. Giới thiệu vắng tắt, ma thú loại, u minh bạch hổ, nhân cảnh lục giai, giai đoạn suy yếu. Ừm, lại là ma thú nhân cảnh, còn là một con hổ, hắc hắc, trước kia đừng nói là hổ, ngay cả mèo ta cũng chưa từng vút ve, ừm, nhất định phải thu làm sủng vật, về sau ta sẽ vuốt ve hổ. Ma thú nhân cảnh, tên như ý nghĩa chính là đã có tư tưởng của con người, có thể nói tiếng người, nhưng muốn hóa thành hình người phải tiến vào thánh cảnh, thành công vượt qua nhân kiếp mới có thể biến ảo thành người. Dương Phong đóng cửa lại, ôm mèo trắng nhỏ, à không, là U Minh Bạch Hổ lên lầu nghỉ ngơi. Trời dần dần tối, ban đêm tiến đến, mỗi lần quyền lực thay đổi thường tràn ngập máu tanh và giết chóc đêm nay huỷ nguyệt ma lâm lại đặc biệt yên tĩnh ngoại trừ hổ tộc đại bộ phận tộc quần khác đều sớm bị đại trưởng lão thu phục hổ tộc biết thú hoàng của bọn họ vì bảo toàn bọn họ mà tự sát bọn họ không thể cô phụ nổi khổ tâm của thú hoàng chúng an tỉnh lại liếm láp vết thương tâm linh chờ một ngày nào đó thực lực lớn mạnh báo thù rửa hận cho thú hoàng không biết ngủ bao lâu hổ vũ chậm rãi tỉnh lại hắn cảm giác được mình đang ở một nơi ấm áp mở to mắt phát hiện mình đang được một nam tử trẻ tuổi ôm lại đánh giá hoàn cảnh chung quanh, nơi này hẳn là một cửa hàng của nhân loại, có khả năng hắn được chủ nhân cửa hàng này cứu. Ồ, nồng độ linh khí ở đây không ngờ lại không kém khu vực trung tâm của huyễn nguyệt ma lâm bao nhiêu. Hổ vũ vô cùng kinh ngạc, hắn biết ở đế quốc thiên tần có ba nơi có linh khí nồng đậm như vậy, huyễn nguyệt ma lâm chính là một nơi, còn có hai nơi cách nơi này vô cùng xa xôi, hắn không thể nào truyền tống xa như vậy được, rốt cuộc đây là nơi nào, hổ vũ một lần nữa dò xét nam nhân đang ôm hắn, ồ lại là một phàm nhân không có linh lực ba động, thế nhưng làm sao có thể, ở địa phương như vậy lại là một phàm nhân. Dương Phong dựa vào ghế, cúi đầu nhìn thấy U Minh Bạch Hổ đang nhìn mình, cười nói, ai U, tiểu lão hổ, ngươi tỉnh rồi à. Chật chật, bộ da hổ này của ngươi sờ thật không tệ, nói xong còn vút ve đầu hổ vài cái. Hổ vũ lập tức xù lông, lớn tiếng gầm lên, ngươi làm sao vậy? Bản hoàng đường đường là U Minh Bạch Hổ địa cảnh, từng là thú hoàng của huyễn Nguyệt Ma Sâm, Ngươi dám gọi ta là tiểu lão hổ, còn dám xoa đầu bản hoàng, quả thật không thể chịu đựng được. Tuy rằng cảnh giới bản hoàng bây giờ rơi xuống đang ở thời kỳ suy yếu, nhưng tôn nghiêm của hổ không thể nhục, quy nghiêm của ma thú địa cảnh không thể nhục, bản hoàng cắn chết ngươi, tên phàm nhân kia. Thế nhưng trong mắt Dương Phong, con hổ nhỏ này đúng là đang mở to đôi mắt long lanh đáng yêu, ngẩng đầu lên, vô cùng yếu ớt, meo, một tiếng, sau đó thì không còn gì nữa. Ngay lúc đó, một đám bảy tám người bước vào cửa hàng, dẫn đầu là một gã lực lưỡng mặt sẹo theo sau là mấy tên trông cũng chẳng ra gì nào là mặt chuột nhọn hoắt nào là mặt thịt mỡ nào mặt đen hở cả lông ngực nào lại chột mắt nhìn sơ qua là biết ngay là đầu trộm đuôi cướp nói chung chẳng có đứa nào tử tế thấy có khách vào dương phong đứng dậy tiến về phía mấy người cất tiếng chào chào mừng quý khách đến với cửa hàng nói xong anh ta bước vào quầy mấy người kia đánh giá cửa hàng một phen sau đó nhìn dương phong thì ra là một phàm nhân không có chút linh lực nào tên cầm đầu mặt sẹo nhìn Dương Phong, nói, cửa hàng này của ngươi bán thứ gì vậy, mấy người này là ác bá vùng này, chuyên môn giết người cướp của ở trong huyễn nguyệt ma sâm, gian dâm cướp bóc, vô ác bất tác, thật sự là tội ác chồng chất. Bọn chúng mang theo túi, chiến lợi phẩm, đầy áp ra khỏi huyễn nguyệt ma lâm muốn đi thiên phong thành tiêu giao khoái hoạt, khi đi ngang qua thiên ba hồ nhìn thấy một căn nhà. Tên một mắt trong đám người nhìn căn nhà kia, nói, lão đại, nơi này từ khi nào lại có một căn nhà vậy? Lần trước chúng ta vào Huệ Nguyệt Ma Lâm còn chưa có mà. Cửa còn mở kìa, chúng ta qua đó xem là ai ở đây, nếu có thể thì chúng ta cũng không cần đi tay không." Tên mặt sẹo cầm đầu nói. Thế là mấy tên không có ý tốt đi vào trong tiệm. Bổn điếm hiện tại chỉ bán đan dược. Dương Phong chỉ vào quầy hàng. "Ồ, đều là đan dược gì vậy? Giới thiệu cho chúng ta nghe thử xem." Mắt mấy tên kia sáng rực lên. Dương Phong giới thiệu sơ qua về các loại đan dược và giá cả cho bọn chúng. Mấy tên kia nghe xong thì kinh hãi không thôi, hiệu quả của mấy loại đan dược này thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng gặp qua, đây, đây quả thực là, đan dược vô cùng trân quý. Tên tiểu tử này lại dám, lại dám lấy ra bán, quả thực là phung phí của trời, lúc này, một tên ghé sát tai tên mặt sẹo, nói nhỏ, lão đại, cửa hàng này có lai lịch gì không? Có thể ở chỗ này mở cửa hàng bán đang dược thần kỳ như thế, chắc chắn là có lai lịch rất lớn." Tên mặt sẹo nhíu mày, "Không cần lo lắng, vừa rồi chúng ta cũng đã quan sát rồi, xung quanh không có ai, tên trưởng quầy này cũng chỉ là một tên phàm nhân thấp kém, chỉ cần chúng ta ra tay nhanh một chút, sẽ không ai biết là chúng ta làm đâu." "Trưởng quầy, đang dược nơi này của ngươi, chúng ta muốn hết." Tên mặt sẹo cười nham hiểm nói với Dương Phong dương phong nhìn bọn chúng đang xì xào bàn tán ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc về phía hắn ánh mắt kia lộ rõ sự âm hiểm và tham lam dương phong có để ý bọn chúng đang bàn tán gì không có để ý ánh mắt tham lam kia không dương phong đương nhiên là không thèm để ý nếu bọn chúng ngoan ngoãn giao dịch bình thường thì không có chuyện gì nhưng nếu bọn chúng dám nảy sinh ý đồ xấu hừ hừ hắn sẽ cho bọn chúng biết vì sao hoa lại có màu đỏ tươi như vậy ồ vậy sao quy cũ của bổn điếm là giao tiền trước giao hàng sau dương phong cũng cười tủm tỉm nói với bọn chúng ha ha trưởng quầy ngươi nói đùa gì vậy tiền thì không có đang dược của ngươi chúng ta muốn lấy mạng của ngươi chúng ta cũng muốn lấy luôn tên mặt chuột nói mấy tên bên cạnh cũng hùa theo đúng vậy đang dược của ngươi chúng ta muốn lấy mạng nhỏ của ngươi chúng ta cũng muốn lấy luôn ồ các ngươi đây là muốn giết người cướp của a à? Dương Phong vừa dùng ngón tay gõ nhẹ lên quầy, vừa cười vô hại nhìn bọn chúng. Thông minh đấy, ngươi nói không sai, chúng ta chính là muốn giết người cướp của, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết không đau đớn, chỉ một chiêu là tiễn ngươi lên đường. Tên mặt chuột nói với Dương Phong bằng giọng điệu âm trầm. Dương Phong đứng thẳng dậy, nghiêng người, nghiêng đầu, nhếch mép cười với bọn chúng. Các ngươi có biết bê rút không? Tay trái ôm U Minh Bạch Hổ, tay phải chậm rãi dơ lên, hướng về phía bọn chúng. Cái gì mà bê rút? Nhìn động tác kỳ quái của Dương Phong, trong lòng mấy tên kia đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành, tên mặt sẹo càng rút vũ khí ra, muốn giết chết Dương Phong. Hủy diệt, khi Dương Phong vừa dứt lời, bọn chúng lập tức cảm thấy như bị thứ gì đó trói buộc, không thể nói, không thể cử động. Chưa dừng lại ở đó, điều đáng sợ nhất là cơ thể bọn chúng đang dần hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Hai nhịp thở sau, bọn chúng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có dương phong ngửa đầu thở dài vô địch thật là tịch mịch làm sao u minh bạch hổ được dương phong ôm trong ngực chứng kiến từ lúc dương phong giới thiệu đang dược cho đến khi bọn chúng biến mất sau câu nói hủy diệt của hắn thì hoàn toàn ngây vân di chuyện này chuyện này người này quá mạnh đây là năng lực gì vậy đây là năng lực của pháp tắc hắn ta lại có thể nắm giữ được pháp tắc rốt cuộc là cảnh giới gì mới có thể làm được như vậy Hổ vũ cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Này, tiểu hổ trắng, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi yếu ớt như vậy, chắc trước kia cũng chẳng oai phong gì cho cam, chi bằng sau này đi theo ta, ta đảm bảo ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, được hưởng thụ vô số điều tốt đẹp. Dương Phong vừa vuốt ve bộ lông có chút lộn xộn của hổ vũ, vừa cười tủm tỉm nhìn nó. Tiểu, tiểu hổ trắng. Ai là tiểu hổ trắng? Cả nhà ngươi mới là tiểu hổ trắng. Ta là U Minh Bạch Hổ, từng là thú hoàng của Huỳnh Nguyệt Ma Lâm đấy, biết chưa hả? Nhưng mà, cho dù hắn có đột phá đến thiên cảnh thì ở trước mặt người này cũng chỉ như con kiến hôi mà thôi. Người này đã nắm giữ được pháp tắc, mà ngay cả thiên cảnh cũng chỉ có thể vận dụng một chút xíu lực lượng pháp tắc, thực lực của hắn chắc chắn đã vượt xa thiên cảnh rồi. Bao nhiêu năm qua, đại lục này chưa từng xuất hiện ai vượt qua được thiên cảnh. Theo hắn được biết, người mạnh nhất thiên thần đại lục hiện nay chính là ma long vương ở ma long đảo cách đây trăm năm trong một lần khiêu chiến vị trí đệ nhất cao thủ ma long vương đã đột phá đến thiên cảnh cửu giai dễ dàng đánh bại đối thủ trở thành đệ nhất cao thủ mới của thiên thần đại lục kể từ sau trận đại chiến cách đây mười vạn năm truyền thừa của cảnh giới trên thiên cảnh đã bị đứt đoạn mười vạn năm qua chưa từng có ai đột phá đến cảnh giới trên thiên cảnh nhưng rốt cuộc đó là trận đại chiến gì thì không ai biết rõ, bởi vì không có bất kỳ ghi chép nào về trận chiến ấy, chỉ biết là đã từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa như vậy mà thôi. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một người có thực lực vượt qua thiên cảnh ngay trước mặt hắn, bảo sao hắn không khiếp sợ, nếu như trở thành ma sủng của hắn, có phải sau này hắn cũng có cơ hội đột phá đến cảnh giới trên thiên cảnh hay không? Nghĩ đến đây, hổ vũ kích động đến mức không thể kiềm chế. Báo thù dành lại ngôi vị thú hoàng thù thì vẫn phải báo nhưng mà ngôi vị thú hoàng thôi khỏi đi theo một người mạnh mẽ như vậy chẳng phải tốt hơn sao hổ vũ vẫn đang trong thời kỳ suy yếu không thể nói chuyện chỉ có thể yếu ớt kêu meo một tiếng gật đầu đồng ý nhìn thấy hổ vũ gật đầu đồng ý dương phong vui mừng không xiết cuối cùng hắn cũng có bạn rồi không cần phải cô đơn một mình ở nơi đất khách quê người này nữa phụ nữ là gì Phụ nữ chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta, à không, chỉ ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp của ta mà thôi. Được, tốt lắm, quả nhiên là một tiểu hổ trắng hiểu chuyện, lát nữa đừng có mà kháng cự đấy nhé. Dương Phong vào hệ thống, thêm U Minh Bạch Hổ vào danh sách ma sủng. Hổ Vũ cảm nhận được một luồng ý chí thiên địa hình thành trong đầu, muốn hắn nhận Dương Phong làm chủ. Hổ Vũ không chút do dự đồng ý ngay. Chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý, ngay khi Hổ Vũ đồng ý nhận Dương Phong làm chủ, hắn kinh ngạc phát hiện cơ thể đang suy yếu của mình lập tức khôi phục, tu vi cũng từ nhân cảnh lục giai khôi phục lại huyền cảnh cửu giai. Cơ thể suy yếu dần dần khôi phục sinh lực, đột nhiên, từ trên người U Minh Bạch Hổ bộc phát ra khí thế kinh người, mạnh hơn gấp trăm lần so với khí thế của Ngụy Bá Thiên lúc đột phá. Dương Phong vỗ nhẹ lên người Hổ Vũ, khí thế kinh người kia lập tức biến mất. Này, tiểu hổ trắng ta đã nói rồi mà đi theo ta sẽ có vô số điều tốt đẹp chủ nhân ta có tên mà hổ vũ yếu ớt phản đối ồ người biết nói chuyện à dương phong kinh ngạc hỏi chủ nhân ma thú đạt đến nhân cảnh là có thể nói chuyện rồi hiện giờ ta đã là huyền cảnh rồi hổ vũ thầm kinh ngạc ma thú nhân cảnh có thể nói chuyện là chuyện thường tình sao chủ nhân của hắn lại không biết chuyện này nhỉ Đương nhiên là hắn không dám nói ra, chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi. Ồ, ra là vậy. Dương Phong cũng là lần đầu tiên biết được chuyện này. Lúc hổ vũ đồng ý trở thành ma sủng của Dương Phong, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hắn, tin. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ, phần thưởng đã được phát. Đúng rồi, ngươi nói là ngươi có tên, vậy ngươi tên gì? Sao ngươi lại ra nông nổi này? Dương Phong tò mò hỏi chủ nhân, ta tên là Hổ Vũ, vốn là thú hoàng của Huyễn Nguyệt Ma Sâm. Hổ Vũ kể sơ lược tình cảnh của mình cho Dương Phong nghe. ừm, um, nơi nào có người thì nơi đó có giang hồ, mà thú các ngươi cũng vậy, nơi nào có thú cũng có tranh đấu. nghe Hổ Vũ kể xong, Dương Phong không khỏi cảm khái. chủ nhân, giang hồ là gì vậy? lần đầu tiên Hổ Vũ nghe thấy từ ngữ này, Dương Phong hướng mắt nhìn về phía xa, lạnh lùng nói: giang hồ à, giang hồ chính là ân oán tình thù là đánh đấm chém giết, là nhân tình thế thái bởi vì cái gọi là nơi nào có người, nơi đó có ân quán, nơi nào có ân quán, nơi đó có giang hồ. Thiên hạ phong vân xuất chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc trong cuộc nói chuyện bá nghiệp hoành đồ, không thắng một trận say của đời người, tóm lại, trong lòng mỗi người đều có một giang hồ thuộc về mình, giang hồ này vì hồng nhan, vì tự do, càng vì tiêu sái khoái ý ân cừu, ồ, đây chính là giang hồ A, hổ vũ nghe được chỉ là kiến thức nửa vời chờ thực lực của ngươi khôi phục tự mình đi báo thù về sau liền an tâm ở trong tiệm này làm chiêu tài hổ đi vâng chủ nhân ta cũng tính như vậy về sau sẽ ở bên cạnh chủ nhân ừm ngươi bây giờ là ma sủng của ta đổi tên đi về sau gọi là tiểu bạch tiểu bạch nghe được chủ nhân nói đổi tên liền sợ hãi sợ chủ nhân đổi tên mình thành tiểu não phủ bất quá tiểu bạch nghe cũng dễ nghe hơn so với tiểu não phủ Bản thân cũng không dám không đồng ý a, à, tốt, chủ nhân, sau này ta tên là Tiểu Bạch. Hổ Vũ, không, hiện tại phải gọi là Tiểu Bạch, thở vào nhẹ nhõm. Dương Phong tiến vào hệ thống xem xét, đầu tiên tiến vào chuyên mục mua sắm, hiện tại trong chuyên mục mua sắm có 10 loại thương phẩm. Dương Phong nhìn qua từng cái một. Ma sủng linh đan, phàm có thể gia tăng linh lực trong cơ thể ma sủng, giá bán 100 linh nguyên tổ ma sủng, phàm có thể gia tốc tốc độ tu luyện của ma sủng, giá bán 100 linh nguyên. Truy phong kiếm, phàm dùng thiên tinh huyền thiết chế tạo, uy lực vô song, trong kiếm phong ấn một đầu thiên cấp ma thú truy vân yến làm kiếm linh, giá bán 1.000 linh nguyên. Liễm tức thuật, phàm thu liễm khí tức, dưới thánh cảnh không cách nào xem xét cảnh giới thực lực của chủ tiệm, giá bán 1.000 linh nguyên. Thông thiên nhãn, phàm có thể kiểm tra tin tức của võ giả dưới thánh cảnh, trong tiệm không có hạn chế, giá bán một nghìn linh nguyên đạp vân khuyết phàm xe ngựa dùng khi chủ tiệm xuất hành được khắc trận pháp dưới thánh cảnh không cách nào phá hủy giá bán năm nghìn linh nguyên khôi lỗi thị giả phàm có thể duy trì trật tự trong tiệm có thể thăng cấp cảnh giới ban đầu thiên cảnh giá bán năm nghìn linh nguyên xích diễm long giáp phàm dùng da hắc long chế thành dưới thánh cấp không cách nào làm tổn thương giá bán năm nghìn linh nguyên cửu tiêu chân kinh phàm tâm pháp do cửu tiêu chân nhân sáng tạo tổng cộng 9 tầng, sau khi tu luyện đại thành, có thể bạch nhật phi thăng, giá bán linh nguyên. Kiếm hoàng quyết, phàm do kiếm hoàng vô mệnh sáng tạo, tổng cộng 6 thức, tu luyện đại thành có thể kiếm trảm quỷ thần, giá bán linh nguyên. Sau khi xem xong, Dương Phong nhíu mày, ngữ khí có chút không tốt, hệ thống, ta có một ít lời muốn nói, giá cả này so với ban thưởng nhiệm vụ có phải là quá đáng hay không? Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng chỉ có chút linh nguyên như vậy, ngươi thì hay rồi, những thứ này động một chút lại hơn ngàn, hơn vạn, ngươi có ý định không cho ta mua sao? Còn có một chút, hàng hóa bán ra, vì sao không có chi phần trăm hay trích phần trăm gì đó, kim tệ đều bị ngươi lấy đi hết, ta dựa vào cái gì để mà sống đây? Tin, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chỉ ra chỗ thiếu sót của hệ thống, nhiệm vụ thưởng 100 kim tệ, 500 điểm tích lũy, 500 linh nguyên, vật phẩm cửa hàng x3, một lần cơ hội rút thưởng. Đinh, hệ thống đang cải thiện tin, Hệ thống cải thiện hoàn thành, ba tiếng hệ thống liên tiếp vang lên trong đầu Dương Phong khiến hắn ngây người, lại còn có loại chuyện này, chỉ là thuận miệng than phi một chút, thế mà lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hệ thống này ẩn giấu cũng thật là sâu a, à, có nhiệm vụ ẩn mà lại không nói rõ. Hệ thống, có nhiệm vụ ẩn, sao ngươi không nhắc nhở ta? Ký chủ, ngươi cũng đâu có hỏi ta, Dương Phong, ta, Dương Phong tiến vào hệ thống xem xét thuộc tính, chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100m, cấp bậc cửa hàng phạm cấp điểm tích lũy 550 có thể đổi đồ dùng cửa hàng linh nguyên 540 có thể đổi vật phẩm chuyên dụng của chủ tiệm số lần rút thưởng 4 lần ma sủng 1 cộng nhiệm vụ nhiệm vụ chính tuyến mua một lần thương phẩm chuyên dụng không phần một nhiệm vụ phụ không linh nguyên vẫn là quá ít chỉ có thể mua hai loại đồ vật đó tiến vào chuyên mục mua sắm trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đã mua tổ ma sủng tin ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Phần thưởng đã được phát, tin, hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến, cảnh giới bản thân ký chủ đạt tới võ sư, thưởng 500 kim tệ, 500 điểm tích lũy, 500 linh nguyên, một vật phẩm ngẫu nhiên, một lần cơ hội rút thưởng. Độ khó của nhiệm vụ lại tăng lên nhiều như vậy, phải đạt tới võ sư mới có thể hoàn thành, hiện tại bản thân vẫn chỉ là một phàm nhân không có chút linh lực nào, không biết khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Dương Phong mở cột trữ vật ra, bên trong có năm loại vật phẩm năm loại vật phẩm này chính là ba loại vật phẩm cửa hàng được thưởng từ nhiệm vụ ẩn cùng với ma sủng linh đan được thưởng từ nhiệm vụ phụ còn có tích cốc đang mở được từ gói quà lớn bộ đồ pha trà gồm một ấm trà mười chén trà được chế tác từ linh nê một hộp trà linh ngộ trà uống vào có thể tăng ngộ tính linh thủy cơ có thể cung cấp linh thủy nóng lạnh uống lâu dài có thể rèn luyện thân thể ma sủng linh đan có thể giúp ma sủng tăng huyết mạch ở góc dưới bên phải cột trữ vật rõ ràng viết kim tệ một trăm nhìn những thứ này dương phong cảm thấy rất hài lòng với phần thưởng lần này ông tiểu bạch đi tới cầu thang từ trong cột trữ vật của hệ thống lấy tổ ma sủng ra đặt trên mặt đất sau đó đặt tiểu bạch vào trong tổ ma sủng tổ ma sủng này được tạo thành từ vân mộng thiên tộc phía dưới được khắc chế tụ linh trận có thể tăng tốc độ tu luyện của ma sủng tiểu bạch nhìn thấy hành động của dương phong có chút buồn bực nhưng khi được đặt vào trong tổ ma sủng tiểu bạch kinh ngạc đến ngây người ở trong thứ kỳ quái này linh khí vậy mà còn nồng đậm hơn trong tiệm mấy phần đây là bảo bối gì vậy lúc này dương phong nói với tiểu bạch sau này ngươi hãy ngủ ở đây đây là ổ của ngươi nói xong từ trong cột trữ vật lấy ra ma sủng linh đan đổ ra đưa đến bên miệng tiểu bạch ngươi hãy ăn bình đan dược này đi nó có thể gia tăng linh lực trong cơ thể ngươi cái cái gì đan dược còn có tác dụng với ma thú sao có loại đan dược này sao chưa từng nghe nói qua a à, ma thú ngoài việc tự mình tu luyện để tăng linh lực ra thì chỉ có thể cắn nuốt ma hạch của những ma thú khác nhưng làm như vậy sẽ gây tổn thương rất lớn cho bản thân lúc này tiểu bạch cũng không suy nghĩ gì nhiều há miệng nuốt một hơi đan dược vừa vào miệng liền tan ra dược lực lập tức bộc phát tiến vào kinh mạch và ma hạch của nó tiểu bạch nhắm mắt lại chậm rãi cảm nhận sự thay đổi trong kinh mạch và ma hạch của mình Dương Phong thấy Tiểu Bạch nhắm mắt lại thì xoay người rời đi. Dương Phong đi tới khu nghỉ ngơi, lấy linh thủy cơ ra đặt ở bên cạnh. Linh thủy cơ này cao khoảng 1 mét, phía trên có hai vòi nước, một vòi màu lam, một vòi màu đỏ, bên cạnh vòi nước còn có một cái nút. Dương Phong thử thao tác một chút, thì ra đây là nút lấy nước, chỉ cần nhấn vào là có nước chảy ra, vòi màu lam là nước lạnh, vòi màu đỏ là nước nóng, đây chẳng phải là máy nước uống sao, máy linh thủy này cũng mở cửa cho bên ngoài sử dụng, Mỗi lần sử dụng tốn 5 đồng vàng, mỗi lần lấy được khoảng 1 lít. Tiếp theo, lấy bộ đồ pha trà ra, nhìn ấm trà và chén trà màu đỏ sẫm này thật tinh xảo, còn tỏa ra một mùi hương rất khó tả. Dương Phong cầm ấm trà đi tới linh thủy cơ, lấy một bình nước nóng, sau đó lấy hộp trà ra, từ trong hộp trà lấy ra mấy lá linh vụ trà bỏ vào ấm trà, một lúc sau, mùi trà nồng đậm đã lan tỏa ra. Dương Phong cầm chén trà lên thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ. Ngoài nóng ra thì chỉ còn lại nóng lúc còn ở địa cầu, Dương Phong rất ít khi uống trà, trà đối với hắn mà nói chỉ là để giải khát, ngoài ra không còn tác dụng gì khác. Hiện tại, Dương Phong chỉ là một phàm nhân không có chút linh lực nào, công dụng của linh vụ trà này đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Dương Phong tiến vào hệ thống kiểm tra thuộc tính của mình, chủ tiệm, Dương Phong, cảnh giới, phàm nhân, vô địch trong phạm vi 100 m cấp bậc cửa hàng, phàm cấp điểm tích lũy, 650, có thể đổi đồ dùng cửa hàng, linh nguyên, 490, có thể đổi vật phẩm chuyên dụng của chủ tiệm số lần rút thưởng, 5 lần ma sủng, một cộng nhiệm vụ, nhiệm vụ chính tuyến, bản thân đạt tới cảnh giới võ sư, nhiệm vụ phụ, không có hệ thống, ta muốn rút thưởng 5 lần liên tiếp. Được, ký chủ, bắt đầu rút thưởng 5 lần liên tiếp, bánh xe quay tròn, đợi đến khi dừng lại thì 5 món đồ hiện ra, nhìn thấy thông tin của 5 món đồ này, Dương Phong có chút hưng phấn không thôi. 10 viên bế cốc đan, một đao ô kim, một viên khởi linh đan, một thẻ nâng cấp quầy hàng. Tích cốc đan, phàm phẩm người dùng có thể nhịn ăn trong vòng 10 ngày, ô kim đao, phàm binh được chế tạo từ huyền thiết, quy lực bất phàm, khải linh đan, phàm phẩm sau khi dùng có thể trực tiếp đột phá 3 tiểu cảnh giới. Lưu ý, vật phẩm chuyên dụng, thẻ nâng cấp quầy hàng, dùng để nâng cấp quầy hàng, hệ thống, hiện tại ta sử dụng khải linh đan có thể trực tiếp đạt tới võ đồ 3 sao, ký chủ có thể sử dụng, nhưng nó sẽ không giúp ký chủ đột phá, cần phải mở hệ thống tu luyện thì mới có thể tu luyện cái gì còn phải mở hệ thống tu luyện làm sao để mở ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cái dương phong đã không còn chút hưng phấn nào như vừa rồi nữa cầm chén trà lên uống cạn đi vào quầy lấy thẻ nâng cấp quầy hàng ra bắt đầu nâng cấp quầy hàng sau một trận bạch quan quầy hàng đã có chút thay đổi đang dược trong quầy hàng được phân loại và sắp xếp gọn gàng phía dưới mỗi loại đan dược đều có giới thiệu và giá cả, như vậy, sau này Dương Phong sẽ không cần phải giới thiệu từng loại một nữa. Lấy tích cốc đan và ô kim đao ra đặt lên quầy hàng, thông tin của hai loại thương phẩm này liền hiện lên phía dưới, từng, thật sự rất tiện lợi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười nói của một đám người, Dương Phong nhìn ra, thì ra là một đám nam thanh nữ tú đang đi về phía cửa tiệm. Dương Phong nhận ra người dẫn đầu, chính là vị khách hàng đầu tiên của tiệm, Ngụy Thư Tuấn. Sáng sớm nay, Ngụy Thư Tuấn đã bị muội muội gọi dậy, tối hôm qua, khi trở về, muội muội hắn có kể lại chuyện có một cửa tiệm bán những vật phẩm thần kỳ, khiến cho mấy người bọn hắn tò mò không thôi. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay, bọn hắn đã đến gọi Ngụy Thư Tuấn dậy, bảo hắn dẫn bọn hắn đến tiệm của Dương Phong, trước tiên, bọn hắn đến phủ thành chủ, sau đó cùng Triệu Trường Thanh và hai tỷ muội Song Sinh cùng nhau xuất phát đến tiệm của Dương Phong vừa đến cửa tiệm, Ngụy Thư Tuấn đã nhìn thấy tên tiệm đã được đổi khác, trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn vào bên trong, khi thấy Dương Phong vẫn còn ở trong quầy thì mới thở vào nhẹ nhõm, may mà chỉ là đổi tên tiệm. Một đám người bước vào, Ngụy Thư Tuấn vội vàng hỏi, Dương trưởng quầy, sao ngươi lại đổi tên tiệm vậy? Dọa dạ ta giật cả mình, cứ tưởng ngươi chuyển đi nơi khác rồi chứ, ha ha, tên tiệm trước kia dễ gây ra hiểu lầm nên ta đổi tên khác. Dương Phong mỉm cười nhìn bọn hắn. "Để ta giới thiệu với Dương trưởng quầy một chút, đây là muội muội ta, Ngụy Đình Đình." Ngụy thư tuấn chỉ vào một nữ hài mặc y phục màu xanh lục, giới thiệu. Sau đó lại chỉ vào một nữ hài mặc y phục màu lam, nói, "Đây là đường muội của ta, Ngụy thư Di, tiếp theo, chỉ vào nam tử mặc thanh sam, nói, "Đây là công tử phủ thành chủ, Triệu Trường Thanh, hai vị bên cạnh là muội muội song sinh của huynh ấy, rồi chỉ vào nữ hài mặc y phục màu đỏ, nói đây là tỷ tỷ, Triệu Nhã Phương, cuối cùng chỉ vào nữ hài mặc y phục màu trắng, nói: "Đây là muội muội, Triệu Nhã Chi." Dương Phong đánh giá hai tỷ muội song sinh này. Dung mạo, vóc người, dáng người gần như giống nhau như đúc, chỉ khác là ở khóe miệng của muội muội có thêm một nốt ruồi nhỏ, người đời thường gọi là nốt ruồi mỹ nhân. Dương Phong gật đầu với mọi người, nói: "Chào mọi người, hoan nghênh mọi người ghé thăm cửa tiệm." Mọi người hàn huyên với nhau vài câu, Cuối cùng cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa bên trong tiệm và bên ngoài, linh khí bên trong tiệm quả nhiên nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều. Điều này khiến cho Ngụy Thư Tuấn kinh ngạc nhất, ngày hôm qua đến đây, hắn còn chưa cảm nhận được, hắn đánh giá xung quanh tiệm một lượt, nói: "Dương trưởng quầy, tiệm của ngươi thay đổi nhiều quá, ngày hôm qua ta đến đây còn chưa thấy như vậy, linh khí trong này lại nồng đậm hơn bên ngoài nhiều như vậy." chắc hẳn so với thánh địa của thiên tông và hoàng triều cũng không kém là bao. đúng lúc này một tiếng kinh hô vang lên. qua, wow, mèo con đáng yêu quá, mọi người nhìn lại thì ra là muội muội triệu nhã chi đã chạy đến cầu thang nhìn thấy một con mèo trắng đang nằm liêm diêm mắt trên một vật kỳ quái. triệu nhã chi đưa tay muốn sờ con mèo trắng nhưng khi tay nàng vừa mới chạm vào người nó thì đã bị một luồng sáng bắn ra. a, à, triệu nhã chi đang hưng phấn bỗng giật mình kinh hô. Triệu Trường Thanh bước tới, trách cứ, Nhã Chi, muội đến nhà người khác không được tùy tiện sờ mó lung tung, sao muội lại quên rồi? Triệu Nhã Chi ủy khuất nói, muội, muội thấy mèo con đáng yêu quá nên không nhịn được. Lúc này, Tiểu Bạch mở mắt ra, liếc nhìn Triệu Trường Thanh và Triệu Nhã Chi một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục tiêu hóa dược lực của đan dược, cái nhìn này Người khác xem ra không có gì, nhưng người trong cuộc thì không dễ chịu chút nào, vì áp của huyền giai ma thú tương đương võ vương, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà đối với tâm thần hai người, suýt chút nữa thì hộc máu. Mấy người ngụy Thư Tuấn thấy tình hình có vẻ không ổn, vội vàng chạy tới hỏi, đại ca, huynh không sao chứ, triệu trường thanh hoàng hồn, không sao, đừng lo lắng. Hắn đi tới trước mặt Dương Phong, tiểu muội không hiểu chuyện, mong trưởng quầy thứ lỗi. Dương Phong xua tay, không sao, chuyện nhỏ thôi, đó là ma sủng của ta, nó hơi nóng tính một chút, nhất là lúc ngủ. Triệu Nhã Chi vỗ vỗ ngực, nói, trưởng quầy, con mèo nhỏ này thật đáng sợ, vừa rồi muội cứ tưởng mình chết chắc rồi. Dương Phong nhìn tiểu cô nương có chút ngây thơ, cười nói, chờ lát nữa nó tỉnh, ta sẽ bảo nó xin lỗi ngươi, cho ngươi ôm nó vuốt ve. Triệu Nhã Chi vui mừng nói, thật sao? trưởng quầy, muội thật sự có thể ôm nó một chút sao? Dương Phong gật đầu, nhất định là được rồi, ta cũng có thể ôm sao? Ngụy Đình Đình và Triệu Nhã Phương đi tới, mong đợi hỏi. Được, đều được, nhìn mấy tiểu cô nương xinh đẹp trước mặt, Dương Phong đáp ứng. Triệu Trường Thanh chấp tay, tiểu muội không hiểu chuyện, mong trưởng quỷ rộng lượng, Trường Thanh xin đa tạ. Vừa rồi tiểu Bạch chỉ vô tình phóng thích uy áp trong chớp mắt, cũng không có ác ý, chỉ là hơi dọa hai người một chút. Dương Phong xua tay, không có gì, không cần phải để ý như vậy. Lúc này ngụy thư tuấn chỉ vào quầy hàng nói với dương phong dương trưởng quầy những gì ngươi viết trên này là thật sao ít cốc đang thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy mọi người nghe vậy nhìn về phía quầy hàng nhìn giới thiệu viết phía dưới thương phẩm đều kinh ngạc không thôi công hiệu của tất cả đang dược bán ở cửa hàng đều là thật hôm nay ngoại trừ ít cốc đang những đang dược khác đều cung ứng không giới hạn ngày mai ít cốc đang cũng sẽ cung ứng không giới hạn mấy người nhìn nhau trong mắt đều là sự hưng phấn. Ngụy thư Tuấn và Triệu Trường Thanh thương lượng một chút rồi nói với Dương Phong, "Dương trưởng quầy, ô kim đao và ít cốc đang chúng ta mua hết, những đan dược khác mỗi loại lấy 50 bình." Nói xong, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra đưa cho Dương Phong. "Nếu như về sau đan dược đều cung ứng không giới hạn, bọn họ cũng không cần phải lo lắng cửa hàng nhỏ này bị người khác phát hiện, hai nhà cũng không cần phải bỏ ra một lượng lớn tài lực để mua hàng tích trữ." có thể giảm bớt áp lực tài chính cho hai nhà, về sau chỉ cần chú ý một số thương phẩm hiếm thấy, ví dụ như vũ khí, vũ khí và một số loại đan dược có công hiệu đặc biệt là được. Số đan dược hiện tại có thể đủ cho hai nhà sử dụng trong một thời gian dài. Sau khi giao dịch xong, Dương Phong mời mọi người tới khu nghỉ ngơi, lấy ra sáu cái chén, nói: "Mời mọi người ngồi, không biết bên này các vị đã từng thấy loại đồ vật này chưa, ở quê ta gọi là trà." Nói xong, Dương Phong lấy từ trong hộp trà ra mấy lá trà bỏ vào chén, cầm ấm trà rót nước linh thủy nóng vào. Triệu Trường Thanh xua tay, nói, không cần, không cần, chúng ta không ngồi đâu, chúng ta đứng là được rồi. Nào có đạo lý chủ nhân đứng mà khách nhân ngồi, vị này là cao nhân, còn lợi hại hơn cả những gì trưởng bối trong nhà miêu tả, ngay cả sủng vật cũng lợi hại như vậy, bọn hắn nào dám tùy tiện như thế. Dương trưởng quầy, trà là cái gì? lá cây này là lá gì vậy? a à, thơm quá, cái này có thể uống sao? Triệu Nhã Chi mở to hai mắt, tò mò nhìn Dương Phong. Tiểu cô nương này từ chỗ gọi Dương Phong là trưởng quầy đã đổi thành Dương trưởng quầy rồi, lá trà được ngâm trong nước linh thủy một lúc, hương trà lan tỏa ra, Dương Phong cười nói, đây không phải lá cây bình thường đâu, đây là lá trà của cây linh vụ trà, trà pha từ loại lá trà này, uống vào có thể tăng ngộ tính, hiện tại có thể uống được rồi, Cẩn thận nóng, uống như ta này." Nói xong, Dương Phong bưng chén trà lên, thổi thổi, nhấp một ngụm nhỏ, uống như vậy mới có cảm giác. Kỳ thật Dương Phong cũng chỉ là bắt chước người khác, lúc ở địa cầu, hắn đều chờ trà nguội rồi mới uống ừng ực. Mấy người Ngụy Thư Tuấn nghe mà ngây người, trà có thể tăng ngộ tính, ở Thiên Thần Đại Lục, bọn hắn chưa từng nghe nói có thứ gì có thể tăng ngộ tính, ngộ tính cũng giống như thiên phú, đều là thứ trời ban cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể tăng lên được, vậy mà dương trưởng quầy lại nói trà này có thể tăng ngộ tính, làm sao bọn hắn không kinh ngạc cho được. Điều quan trọng là ông chủ quán trà họ dương này lại bằng lòng chia sẻ loại trà có thể tăng cường ngộ tính với họ, rốt cuộc ông ta là người thế nào vậy? Dương Phong thấy mấy người ngây ngốc nhìn chầm chầm vào ấm trà trên bàn, bèn lên tiếng nhắc nhở, còn nhìn gì nữa, trà phải uống nóng mới ngon chứ. Mấy người lúc này mới hoàn hồn, Trung chảy bưng chén trà lên, học theo Dương Phong, thổi thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ, lúc trà vào miệng, một luồng linh khí từ trong cơ thể tiến vào linh hải, những chỗ trước kia bọn hắn không hiểu về tu luyện, hiện tại bỗng nhiên như được khai sáng, tu vi cũng có dấu hiệu đột phá. Trà này thật sự có công hiệu như thế, rốt cuộc Dương trưởng quầy là ai, sau lưng hắn là thế lực nào, sao lại có nhiều thứ thần kỳ như vậy, nghĩ đến đây, bọn hắn không khỏi cảm thấy sợ hãi. Lúc này Tiểu Bạch đã tiêu hóa xong đang dược, nó bò ra khỏi ổ, nằm bên chân Dương Phong, chăm chú lắng nghe. Dương, Dương trưởng quầy, Phật là gì, tiên là gì, thần là gì, thật sự có thuật trường sinh bất lão sao? Triệu Nhã Chi siết chặt tay, mở to hai mắt hỏi. Câu hỏi của Triệu Nhã Chi khiến mọi người bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, có phải Dương trưởng quầy đã tu luyện thuật trường sinh bất lão, có phải hắn là Phật, là tiên hay là thần, nghĩ vậy, bọn hắn đều nhìn Dương Phong với ánh mắt nóng bỏng. Tiểu Bạch nằm ở bên chân Dương Phong, trong lòng càng là nổi lên sóng gió động trời. Thạch hầu kia là vân ma thú gì, vừa ra đời đã có năng lực như thế, chỉ dùng 3 năm liền học xong cái gì 72 loại biến hóa cùng cái gì cân đẩu vân kia, đây là thiên phú tạo nghiệp gì. Đúng vậy, đúng rồi, Dương Trưởng Quỷ, 72 loại võ kỹ biến hóa và cân đẩu vân là phẩm giai gì vậy? Ngụy Đình Đình ngay sau đó hỏi. Ha ha, Phật, tiên, thần ơi, bọn họ đều là thần linh tu luyện tới cảnh giới nhất định, bọn họ thần thông quảng đại, bọn họ là tồn tại bất tử bất diệt. Đó là cảnh giới gì vậy, thần linh? Bất tử bất diệt. Thật đáng sợ, đằng sau dương trưởng quỷ có phải là người như vậy không? Mà 72 loại biến hóa gọi là địa sát 72 biến cùng cân đẩu vân đây chính là thuộc về tiên pháp, không thể dùng cảnh giới để phân chia. Tiên pháp là tiên pháp do tiên nhân sáng tạo ra sao? Triệu Nhã Phương hỏi. Cũng có thể nói như vậy, có lẽ, về sau bổn điếm cũng sẽ có những công pháp tương tự này bán ra nha. Dương Phong cũng mặc kệ về sau có hay không có, trước tiên đưa bánh ra ngoài, về sau có thể có hay không là chuyện của hệ thống, đâu phải chuyện của bổn trưởng quỹ, dù sao bổn trưởng quỹ chỉ là làm công cho hệ thống, dương trưởng quỹ, dương trưởng quỹ ở phía sau thì sao? Ngươi có thể nói thêm một chút không? ngụy đình đình có vẻ gấp gáp được được vậy thì nói thêm một chút dương phong nhìn thời gian còn sớm lại bắt đầu nói lần thứ hai tôn ngộ không thấy không còn cách nào ở lại bèn bái biệt bồ đề tổ sư lại cáo biệt các vị sư huynh sau đó niệm khẩu quyết điều khiển cân đẩu vân chưa tới một canh giờ đã về tới thủy liêm động ở hoa quả sơn nhìn thấy cảnh tượng hoang vu đổ nát trên hoa quả sơn rất thê thảm lần thứ hai nói chính là Âu Ngộ không trở về đánh bại hỗn thế ma vương, thu phục 72 đồng yêu vương, kết nghĩa 6 đại ma vương, đi long cung mượn binh khí, được đại vũ định hải thần châm, hóa thành như ý kim cô bổng, có thể lớn có thể nhỏ, nặng một vạn 3.500 cân. Lại đi âm tàu địa phủ, cạch bỏ tên hầu tộc từ sinh tử bộ. Dương Phong nói tình cảm vân giàu, mọi người nghe như si như say. Ở một chỗ trong huyện Nguyệt Ma Sâm, Hai gã nam tử người đầy máu cùng một con ma thú loại vượng đầy vết thương nhìn nhau. Hai người này là thiếu môn chủ Thủy Nguyệt môn Trần Phi và hộ vệ của hắn, ma thú họ Viên này là Bạo Viên Cảnh, sau khi trải qua một phen đại chiến, hung thú này triệt để bộc phát hung tính, hai người này liền rơi xuống hạ phong. Trần Phi cùng võ sư hộ vệ của hắn bây giờ là vết thương đầy người, tình huống vô cùng nguy cấp. Trống, Bạo Viên hét lớn một tiếng, hai tay nắm thành quả đấm dùng sức vỗ ngực mấy cái xông về phía hai người Trần Phi. Hai người cũng bất chấp bất cứ suy nghĩ gì, liều mạng xông về phía Bảo Viên. Thế nhưng vừa mới tiếp xúc không bao lâu, bàn tay to lớn của Bảo Viên tựa như một đạo hắc quang, vỗ vào ngực Trần Phi. Phục, Trần Phi miệng phun máu tươi trực tiếp tung bay ra ngoài, đập trên mặt đất. Thiếu chủ, ở thời điểm tên hộ vệ phân thần, hắn cũng bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Lúc này Bảo Viên đắc thế không buông tha, phóng tới chỗ hai người nằm muốn một lần hành động đánh chết hai người. Ngay tại thời điểm hai người muốn chết ở dưới tay bạo viên, một đạo kiếm quan chém tới cổ bạo viên. Kiếm quan này xuất hiện quá đột ngột, bạo viên không hề có chút phòng bị nào, bị kiếm quan chém trúng, đầu thân tách ra, thân thể nằm thẳng xuống, chết rất an tường, không có một chút đau đớn nào, lưu quan chương. Trần Phi nhận ra người tới. Người tới chính là tử kim dông binh đoàn, người ra tay chính là đoàn trưởng lưu quan chương của tử kim dông binh đoàn bọn họ đã đến một lúc, cho tới bây giờ thời cơ tốt nhất này ra tay cho bảo viên một kích trí mạng. Trần Phi cùng hộ vệ cắn răng chịu đựng đau đớn toàn thân chậm rãi bò lên, nói lời cảm tạ với tử kim dông binh đoàn, đa tạ ân cứu mạng của lưu đoàn trưởng. Trần Thiếu Môn chủ không cần khách khí, chúng ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Lưu Quang Chương khoát khoát tay. Nhìn hai người bị trọng thương, Lưu Quang Chương đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra hai bình đan dược, mỗi bình đổ ra hai viên, đưa cho hai người nhìn thương thế của hai vị chỉ sợ không kiên trì được bao lâu đây là đang dược chữa thương cùng khôi phục linh lực lưu quang chương lần đầu tiên nhìn hai người bị thương nặng như vậy trong lòng không đành lòng quan trọng nhất là muốn xem thử đang dược cửa hàng nhỏ bán có hiệu quả kia hay không trước khi tận mắt nhìn thấy vẫn có một chút lo lắng hai người cũng không chần chờ cầm đang dược lập tức ăn vào bọn hắn biết lấy tính cách của lưu quang chương sẽ không làm ra chuyện gì mờ ám lúc đang dược vừa vào miệng, mắt trần có thể thấy được thương thế của hai người chuyển biến tốt đẹp, trong ba cái hô hấp đã khôi phục toàn bộ, linh lực trong cơ thể cũng lập tức hồi phục đầy lại. Hai người trần phi trợn tròn mắt, đây, đây là đang dược gì, tại sao lại có hiệu quả như thế, tử kim dông binh đoàn cũng khiếp sợ không thôi, mặc dù biết hiệu quả của đang dược, nhưng tận mắt thấy vẫn có chỗ khác biệt. Lưu đoàn trưởng, đang dược này, sao lại có hiệu quả như vậy? trần phi có chút lắc bắp nói lưu quang chương cười cười ha ha đan dược này ta cũng là lần đầu tiên mua hiệu quả của đan dược ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trần phi trừng to mắt vậy lưu đoàn trưởng đan dược này mua ở nơi nào ở một cửa hàng nhỏ bên cạnh hồ thiên ba tên là duyên tới duyên đi có bán đan dược này lưu quan chương giới thiệu vị trí cửa hàng cho trần phi a à. tốt đa tạ lưu đoàn trưởng báo cho biết tân cứu mạng của ngươi Trần Mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày sau tất có hậu tạ, hai người Trần Phi và Lưu Quang Chương từ biệt nhau, đi về phía Hồ Thiên Ba. Trần Phi muốn xem thử cửa hàng nhỏ này có chỗ thần kỳ gì, lại có bán ra vật thần kỳ bực này. Trong tiểu điếm duyên tới duyên đi, Dương Phong đã nói đến chuyện Tôn Ngộ không đến âm tàu địa phủ gạch bỏ tên họ hầu trên sinh tử bộ. Dương trưởng quỷ, như ý kim cô bổng là vũ khí cấp bậc gì mà lợi hại như vậy, có thể biến lớn biến nhỏ, nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân. Ngụy Đình Đình tặc lưỡi nói. Dương trưởng quỷ, thật sự có âm tàu địa phủ sao? Ở trên sinh tử bộ gạch đi tên tuổi có thể trường sinh bất tử sao? Triệu Nhã Chi vẻ mặt mong đợi hỏi, Dương Phong nghe vậy, có chút ngây người. Cái này, cái này, trả lời thế nào đây? Thế nhưng hắn lại nghĩ tới một ít tiểu thuyết tu chân, liền bắt đầu bị chuyện, như ý kim cô bổng này, là một kiện tiên khí, vũ khí đến cấp bậc tiên khí có thể tùy ý cải biến lớn nhỏ. Còn âm tàu địa phủ, đương nhiên là có tồn tại, sau khi gạch tên trên sinh tử bộ, liền có thể trường sinh bất tử, vậy âm tàu địa phủ là gì? Ngụy Thư Di đi vào cửa hàng nhỏ, không nhịn được mở miệng hỏi. Âm tàu địa phủ, là nơi trưởng quản vạn vật sinh linh. Phàm là thiên địa vạn vật, sau khi chết linh hồn đều sẽ bị hắc bạch vô thường câu đến đây, tất cả thiện ác thị phi khi còn sống ở dương gian đều phải chấm dứt ở nơi đây. Bởi vì cái gọi là thế giới người sống là dương gian, thế giới người chết là âm phủ. Dương Phong thấy bọn họ còn đang tiêu hóa, liền uống một ngụm trà sau đó mới tiếp tục giảng âm tàu địa phủ này có 10 vị Diêm La Vương đang cai quản, 10 vị Diêm La Vương theo thứ tự là Tần Quảng Vương, Tống Địa Vương, Sở Giang Vương, Diêm La Vương, Ngỗ Quang Vương, Bình Đẳng Vương, Đô Thị Vương, Thái Sơn Vương, Chuyển Luân Vương, Biện Thành Vương. Dương Phong giới thiệu đơn giản tình huống của âm tàu địa phủ cho mọi người, mọi người nghe xong, đã không thể dùng ngôn ngữ để kể ra tâm tình lúc này. Chờ Dương Phong uống xong một chén trà, bọn họ mới từ tâm tình khiếp sợ khôi phục bình tĩnh. Thấy bọn hắn hoàng hồn, Dương Phong nói, mấy vị, trời cũng không còn sớm nữa, các ngươi nên trở về thôi, ngày mai lại đến, ta sẽ kể tiếp cho các ngươi nghe. Mọi người thấy Dương Phong nói như thế, quay đầu thấy bên ngoài trời chiều cũng sắp lặng, cũng chỉ đành cáo từ Dương Phong, nói ngày mai nhất định sẽ đến nghe tiếp câu chuyện. Mọi người rời đi, Dương Phong ôm lấy tiểu bạch bên chân vừa cười vừa nói. Thế nào, tiêu hóa xong dược lực rồi sao, chủ nhân, còn chưa có, người kể chuyện xưa quá dễ nghe. Chủ nhân, tô ngộ không là ma thú cấp bậc gì vậy? Tiểu Bạch đối với Tô Ngộ không là ma thú cấp bậc gì cảm thấy rất hứng thú, dù sao cũng là đồng loại mà, thế gian có tứ đại linh hầu, là linh minh thạch hầu, xích cốt mã hầu, thông bối viên hầu, lục nhĩ di hầu mà tô ngộ không thuộc về linh minh thạch hầu đứng đầu tứ đại linh hầu sau khi hắn tu luyện có phải là cấp bậc tiên thú cũng không phải là đám thú loại ở phàm giang các ngươi có thể so sánh được phàm giang chủ nhân phàm giang là gì tiểu bạch nghi hoặc không thôi phàm giang chính là một không gian tựa như mảnh thiên địa này của chúng ta là phàm giang cũng gọi là nhân gian người ở nhân gian tu luyện tới cảnh giới nhất định thiên đạo sẽ đánh xuống kiếp nạn chỉ có người vượt qua kiếp nạn mới có thể phi thăng tới tiên giới. Vậy chủ nhân, thần cảnh và tiên nhân ai lợi hại hơn? Còn có chủ nhân, người đã đạt tới cảnh giới gì, ta vẫn luôn không cảm giác được cảnh giới của người. Ha ha ha, cái gọi là thần cảnh so với tiên nhân, ngay cả sách dày cũng không xứng, về phần thực lực cảnh giới của ta, về sau ngươi sẽ biết. Dương Phong làm sao có thể nói mình thật ra chỉ là một tên gà mờ, đúng rồi, khẳng định là cảnh giới của chủ nhân quá cao thực lực cảnh giới của ta và người chênh lệch quá lớn vì không muốn đã kích ta mới không nói tiểu bạch tự mình não bổ dương phong buông tiểu bạch xuống đứng dậy đi tới cửa định đóng cửa ồ lại có người tới lúc dương phong tính đóng cửa tiệm thì thấy có hai người đi về phía cửa hàng nhỏ của mình dường như người nọ thấy dương phong có dấu hiệu đóng cửa liền tăng nhanh tốc độ chạy tới a à, đã trễ thế này còn có người tới dương phong nghĩ có phải có người giới thiệu tới hay không Dương Phong thấy người nọ đến gần, lúc này mới thấy rõ ràng bộ dáng người tới, một thanh niên túng tú, một người khác có vẻ lớn tuổi hơn, giống như là chủ tớ, quần áo hai người rách nát còn có chút vết máu, ân. Ừ. Hai người này khẳng định đã gặp phải chuyện gì, trải qua một trận chém giết. Dương Phong thầm nghĩ, trưởng quỷ, xin hỏi nơi này của ngươi có bán đan dược không? Thanh niên kia nhìn tên cửa hàng một chút rồi hỏi. Đúng vậy, quả thật có bán đan dược, mời hai vị vào trong. Dương Phong mời hai người vào trong tiệm tiểu tử tiến vào trong tiệm chính là Trần Phi, dựa theo lời của Lưu Quang Chương, hắn đã tìm đến đây, vừa tiến vào trong tiệm, Trần Phi đã phát hiện ra sự khác thường. Linh khí trong tiệm này so với bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều, cửa hàng nhỏ này tuyệt đối không đơn giản, trưởng quỷ, tại hạ là Trần Phi, đây là hộ vệ của ta, chúng ta đến từ Thủy Nguyệt Môn. Ở huyện Nguyệt Ma Sâm, chúng ta nghe tử kim dông binh đoàn giới thiệu đến đây, cũng may mắn được chứng kiến dược lực thần kỳ của Đan Dược. Trần Phi giới thiệu bản thân, kể lại quá trình biết đến tiểu điếm. Ồ, thì ra là bọn họ. Dương Phong giới thiệu với Trần Phi, vị khách quan này, đây là đang dược cửa hàng tại Hạ đang bán, mời xem qua, Trần Phi nhìn giới thiệu đang dược trên quầy hàng, chấn kinh đến mức tay cũng rung lên, nhưng nghĩ đến số kim tệ trên người hai người, hắn liền bình phục tâm tình chấn kinh. Chưởng quỷ, cho ta một lọ tụ khí đan, một lọ bạo khí đan, một lọ thối thể đan, Trần Phi lấy túi trữ vật ra, đổ ra 60 kim tệ. Đây là tất cả kim tệ trên người hai người bọn hắn, hai người bọn hắn ra ngoài lịch lãm cũng không mang theo bao nhiêu kim tệ. Dương Phong thu hồi kim tệ, lấy ra đang dược giao cho Trần Phi. Sau khi giao dịch xong, Trần Phi rời khỏi tiểu điếm, nhanh chóng chạy về Thủy Nguyệt môn. Hắn phải lập tức báo cho phụ mẫu chuyện đã xảy ra. Sẽ không còn ai đến nữa. Dương Phong nhìn trời đã tối đen, nghĩ thầm sẽ không có ai đến nữa bèn khóa cửa lên lầu đi ngủ ngay khi dương phong đang đánh cờ với chu công trong mộng ngụy phủ ở thiên phong thành lại không được bình tĩnh như vậy mấy người triệu trường thanh ngụy thư tuấn kể lại chuyện xảy ra hôm nay cao tầng hai nhà ngụy triệu nghe xong cũng không biết dùng từ ngữ gì để hình dung ngụy bá thiên lên tiếng trước mọi người nói xem vị dương trưởng quỷ kia có phải người tây du thế giới mà hắn nói hay không triệu tung minh nói rất có thể chỉ là không biết hắn cùng với thế lực sau lưng hắn làm sao đến được thiên thần đại lục chúng ta triệu thế phương tiếp lời vật phẩm của tiểu điếm kia nhất định là đến từ tây du thế giới ở thiên thần đại lục chúng ta chưa từng xuất hiện qua ngụy khiếu thiên nói cho dù không phải đến từ tây du thế giới cũng nhất định có liên quan đến tây du thế giới người hai nhà thảo luận nghiên cứu đến tận đêm khuya quyết định ngày mai sẽ cùng nhau đến tiểu điếm duyên tới duyên đi nghe câu chuyện Tây Du Ký, ngày hôm sau. Dương Phong từ trên giường đứng dậy, duỗi lưng ngáp một cái. Sau khi rửa mặt qua loa, Dương Phong liền xuống lầu. Tiểu Bạch đang nằm trong ổ bổng ngẩng đầu, thấy Dương Phong đi xuống liền đứng dậy, lẻo đẻo theo chân hắn. Mở cửa tiệm, nhìn cảnh tượng trước mặt, Dương Phong không khỏi sửng người, chao ôi, mười mấy người đang đứng đầy ngoài cửa, Dương Phong nhận ra hầu hết bọn họ, đều là người của ngụy gia và triệu gia ngụy đình đình chạy lại vui vẻ nói dương trưởng quỷ tối qua ta về nhà kể cho phụ thân nghe chuyện tây du ký sáng nay bọn họ muốn tới nghe ngươi kể tiếp đó ngụy Kiếu đình xoa đầu ngụy đình đình cưng chiều nói tối qua nghe nói chuyện tây du ký chúng ta cũng vô cùng kinh ngạc nên sáng nay mới mặc giày đến đây mong dương trưởng quỷ đừng chê cười ồ thì ra là muốn nghe tây du ký dương phong thầm đắc ý Quả nhiên văn chép là thượng sách, đây chính là kinh nghiệm của biết bao nhiêu tiền bối xuyên việc đúc kết lại. Dương Phong mỉm cười, ha ha, sao ta lại chê cười chứ, các ngươi thích nghe ta kể chuyện Tây Du Ký, ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh, mọi người mau vào trong đi, chỗ ngồi có hạn, mong mọi người thông cảm. Dương Phong dẫn mọi người đến khu nghỉ ngơi. Trong tiệm này thật sự không giống bên ngoài, linh khí nồng đậm hơn nhiều, nếu ngày nào cũng được tu luyện ở đây, chẳng phải việc đột phá võ tông, võ vương cũng dễ như trở bàn tay sao, qua, mèo con, dương trưởng quỷ, ta có thể ôm nó một chút không, ngươi đã đồng ý rồi đó. Mấy nữ tử vừa nhìn thấy tiểu bạch liền vây lại, nhưng nhớ đến chuyện lần trước, đành phải đứng cạnh dương phong năng nỉ. Ha ha, không thành vấn đề, nó tên là tiểu bạch, không phải mèo con. Dương Phong bế Tiểu Bạch lên, nhét vào lòng mấy nữ tử, dặn dò nó vài câu nhìn mấy nữ tử thay phiên nhau ôm con mèo nhỏ, à không, đây là hổ trắng, hơn nữa còn là bạch hổ ít nhất cũng đạt tới nhân cảnh, ở thiên tần đế quốc, chỉ có một số ít thế gia và huyền tông hùng mạnh mới có ma thú đạt tới nhân cảnh, còn huyền cảnh thì đừng mơ tới, một con ma thú huyền cảnh muốn hủy diệt thiên phong thành bọn họ, dễ như bỡn, dương phong rót một bình linh thủy ra, bỏ vào một ít trà. Hôm nay có nhiều người, hắn không cho trà vào chén như hôm qua, mà trực tiếp bỏ vào ấm, dù sao trà của hắn cũng không nhiều. Đây chính là thứ gọi là trà, có thể tăng ngộ tính sao. Những người chưa từng uống trà nhìn mà thèm thuồng, Dương Phong mời Ngụy Phách Thiên, Ngụy Khiếu Đình, Triệu Tung Minh, Triệu Thế Phương ngồi xuống, những người còn lại chỉ có thể đứng. Dương Phong lấy 10 cái chén ra, rót trà vào, tự mình cầm một chén, ra hiệu cho mọi người uống, chén có hạn, phân chia thế nào thì hắn mặc kệ. Mọi người kinh ngạc, cảm thán một hồi, Dương Phong bắt đầu kể chuyện Tây Du Ký. Hôm nay ta sẽ kể về hồi, Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, Minh Ti Diêm Vương và Long Vương lần lượt đến gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, tố cáo Tôn Ngộ không Đại Náo Long Cung và Địa Phủ. Ngọc Hoàng Đại Đế muốn phái thiên binh, thiên tướng xuống trần bắt Tôn Ngộ không, mọi người nghe đến ngay người, như thể nhập vào câu chuyện, hóa thân thành Tôn Ngộ không. Khi nghe đến đoạn, trong vườn đào, trước, giữa, sau đều có 1.200 cây cây phía trước 3.000 năm mới kết trái, ăn vào có thể thành tiên, cây ở giữa 6.000 năm mới kết trái, ăn vào trường sinh bất lão, cây phía sau 9.000 năm mới kết trái, ăn vào có thể sống cùng trời đất, sánh ngang nhật nguyệt. Mọi người đều hóa đá, trên đời này thật sự có loại đào tiên như vậy sao? Sống cùng trời đất, sánh ngang nhật nguyệt, ngộ không định bỏ chạy, nhưng như Lai Phật đã kịp thời ra tay, đánh hắn bay ra khỏi Nam Thiên Môn, năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi kim, thủy, hỏa, thổ, gọi là ngũ hành sơn, giam cầm ngộ không ở đó. Thần tiên trên trời, A Nan, Ca Diếp đều chắp tay xưng thiện. Nghe đến đây, mọi người đều cảm thấy nghẹt thở, chẳng lẽ Tề Thiên Đại Thánh cứ như vậy bị hàng phục sao? Dương Phong bưng chén trà lên nhấp một ngụm, thông thả nói tiếp, Như Lai Phật tổ trở về Tây Thiên, đi ngang qua Ngũ Hành Sơn, động lòng từ bi, gọi sơn thần tới, bảo hắn cùng Ngũ Phương Yết Đế canh giữ ngộ không dặn dò bọn họ nếu nó đói hãy cho nó ăn viên sắt nếu nó khát hãy cho nó uống nước đồng năm trăm năm sau hết hạn giam cầm tự nhiên sẽ có người tới cứu nó rốt cuộc đến năm nào tháng nào mới hết kiếp nạn xin nghe hồi sau phân giải kể xong dương phong rót cho mình một chén trà bưng lên nhấp nháp mọi người vẫn còn chìm đắm trong câu chuyện hồi tưởng lại những tình tiết như đào tiên mười vạn thiên binh thiên tướng đại chiến Nghị lang thần hỏa nhãn kim tinh Ngũ Hành Sơn mãi đến khi Dương Phong uống xong chén trà thứ hai, bọn họ mới hoàn hồn. Ngụy Phách Thiên cười khổ nói: Chúng ta thất lễ rồi, để Dương trưởng quỷ chê cười. Dương Phong xua tay: Không sao, đây là phản ứng bình thường thôi. Dương trưởng quỷ, ngươi đã từng ăn đào tiên chưa? Ngụy Đình Đình tò mò hỏi. Ha ha, đó là thứ chỉ tiên nhân mới được ăn, phạm nhân như ta sao có thể ăn được? Dương Phong thầm nghĩ: Ta cũng muốn ăn lắm chứ nhưng đó chỉ là chuyện kể thôi, đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hỏi hệ thống, hệ thống, ngươi có cách nào tạo ra đào tiên không, ký chủ chỉ cần nâng cấp hệ thống lên cấp cao hơn, mọi chuyện đều có thể, nghe hệ thống đáp lại, Dương Phong lại rót cho mình thêm một chén trà, tự mình trấn an trái tim đang đập thình thịch, Dương trưởng quỷ, đào tiên với đang dược có thật hả, triệu thế phương uống một ngụm trà, hỏi, đương nhiên, có lẽ, sao? Này tiệm của ta cũng sẽ bán, ai mà biết trước được chữ ngờ. Dương Phong thần bí nói: cái gì, Dương trưởng quỷ, ngươi nói thật sao? Sau này sẽ có bán những thứ đó. Mọi người đều kinh ngạc. Có lẽ vậy. Dương Phong không nói chết, chỉ cho một đáp án mập mờ. Nhưng những người nghe lại hiểu theo nghĩa khác. Bọn họ cho rằng Dương trưởng quỷ đang ám chỉ bọn họ đừng nên mơ mộng hảo huyền. Với thực lực hiện tại, bọn họ còn cách quá xa những thứ đó. Cụ cụ, thấy mọi người lại chìm vào trầm tư. Dương Phong giả vờ ho khan. Dương trưởng quỷ, vậy sau đó tôn ngộ không thế nào, đúng vậy, đúng vậy, Dương trưởng quỷ mau kể tiếp đi. Triệu Nhã Chi và Ngụy Đình Đình vội vàng hỏi. Được, xin nghe tiếp hồi sau. Phật tổ giảng kinh, quan âm phụng mệnh đến đại đường, hồi này kể về 500 năm sau, quan âm Bồ Tát phụng mệnh như lai Phật tổ, mang theo cẩm lang cà sa, cửu hoàng tích trượng, ba cái vòng kim cô, đến đông thổ đại đường tìm người đi tây thiên thỉnh kinh. Trên đường đi, bà đã thu phục sa ngộ tịnh, trương ngộ năng, tiểu bạch long, khuyên bảo tôn ngộ không cùng nhau bảo vệ đường tăng đi tây thiên. Kể xong, Dương Phong dừng lại nghỉ ngơi, cũng để cho bọn họ có thời gian tiêu hóa nội dung câu chuyện. Những người này lần đầu tiên được nghe chuyện Tây Du Ký, nên rất dễ bị những tình tiết trong chuyện dọa sợ. Lúc này, có một nhóm người bước vào tiệm. Dương Phong quay đầu nhìn, dẫn đầu là một nam tử trung niên bên cạnh là một mỹ phụ trung niên một lão giả và người còn lại chính là trần phi hôm qua chẳng lẽ đây là người nhà của trần phi dương phong thầm nghĩ nam tử trung niên kinh ngạc lên tiếng ồ triệu thành chủ triệu lão thành chủ ngụy gia chủ mọi người cũng ở đây sao triệu thế phương ngụy khiếu đình nhìn sang thì ra là môn chủ trần đỉnh thiên của thủy nguyệt môn phu nhân ngô nhã trăng thiếu môn chủ trần phi và một vị trưởng lão xem ra danh tiếng của tiệm này đã truyền đến tai bọn họ tối qua sau khi trở về thủy nguyệt môn trần phi đã kể lại mọi chuyện gặp phải ở huyện nguyệt ma lâm cho trần đỉnh thiên nghe đồng thời lấy đan dược mua được ở tiệm ra sáng sớm hôm nay bọn họ liền đến tiệm vừa bước vào quả nhiên cảm nhận được linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều đúng như lời trần phi nói triệu thế phương giới thiệu thân phận của mọi người cho dương phong sau đó chào hỏi trần đỉnh thiên mọi người hàng huyên vài câu Dương trưởng quỷ, tối qua Tiểu Nhi trở về có nói với Lão Phu về loại đan dược thần kỳ mà ngươi bán. Lão Phu muốn tận mắt chứng kiến, nên hôm nay mới bảo Tiểu Nhi dẫn đường đến đây. Trần Đỉnh Thiên nói rõ mục đích đến đây. Dương Phong đi đến quầy hàng, chỉ vào những loại đan dược. Đây là những loại đan dược mà tiệm đang bán, mọi người xem thử cần loại nào. Tuy tối qua Trần Phi đã nói qua về các loại đan dược trong tiệm, nhưng Trần Đỉnh Thiên vẫn cẩn thận xem xét. Xem xong, Trần Đỉnh Thiên hỏi, Dương trưởng quỷ, không biết ngươi có bao nhiêu đan dược, hắn muốn hỏi xem Dương Phong có bao nhiêu đan dược, dù sao số lượng đệ tử trong môn phái cũng không ít, nhu cầu về đan dược rất lớn. Ngươi muốn bao nhiêu cũng có. Dương Phong đáp. Vậy mỗi loại cho ta 50 bình. Nói xong, Trần Đỉnh Thiên lấy túi trữ vật ra. Sau khi giao dịch xong, Dương Phong quay trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị tiếp tục kể chuyện Tây Du Ký. Thấy mọi người đang ngồi vây quanh, Trần Đỉnh Thiên tò mò hỏi: triệu thành chủ ngụy gia chủ mọi người đang làm gì vậy mọi người liền kể sơ qua về chuyện tây du ký cho trần đỉnh thiên nghe khiến bọn họ kinh ngạc không thôi chờ bọn họ trò chuyện xong dương phong ho khan hai tiếng tiếp tục kể chuyện hoàng hôn buông xuống ánh tà dương nhuộm đỏ chân trời in bóng xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh thơ mộng dương phong kể đến tận tối mọi người im lặng lắng nghe không còn ồn ào như trước chỉ còn lại tiếng kể chuyện của hắn hắn kể đến đoạn tôn ngộ không thu phục trư bát giới nhìn sắc trời đã tối bèn dừng lại mọi người thấy trời đã tối cũng hiểu ý dương phong lần lượt đứng dậy cáo từ hẹn ngày mai sẽ đến nghe tiếp trong huyễn nguyệt ma sâm bên trong một hang động ở khu vực của hổ tộc ba con hổ đang bàn bạc với nhau đại trưởng lão người xem ưm chuyện này nhất định không thể để lộ ra ngoài nếu không hổ tộc chúng ta sẽ gặp họa diệt tộc đúng vậy ngươi hãy ngụy tạo một cái Tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Mấy ngày nay chúng ta không nên ra ngoài, cứ để tang lễ diễn ra trước, ngươi tìm cơ hội để nó lẻn ra ngoài. Nhớ kỹ phải ẩn giấu kỹ, dùng bí pháp đó, tuyệt đối không thể để bị phát hiện. Vâng, hổ cổ hiểu rồi. Này, ngươi đang ngẩn ngơ cái gì vậy? Thấy Tiểu Bạch đang thất thần, Dương Phong đá nó một cái. Trước kia chưa gặp chủ nhân, ta vẫn nghĩ thiên cảnh là cảnh giới cao nhất mà ta có thể đạt tới nhưng sau khi gặp chủ nhân, ta mới biết, cho dù vượt qua thiên cảnh, so với những vị tiên trong Tây Du Ký, chúng ta cũng chỉ là con kiến hôi. Chủ nhân, sau này ta có thể trở thành tiên nhân như vậy không? Tiểu Bạch nhìn Dương Phong, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Yên tâm đi, đi theo ta, ngươi muốn ăn sung mặt sướng cũng được. Đúng vậy, đúng vậy, chủ nhân, ta cảm giác sắp đột phá địa cảnh rồi. Ngụy gia. Ha ha, ta đột phá võ linh tam giai rồi, may mà có dương trưởng quỷ. Ngụy Kiếu Đình cười ha hả, vốn dĩ tu vi của hắn đã đạt tới võ linh nhị giai đỉnh phong, hôm nay uống hai chén linh trà ở chỗ dương phong, liền thuận lợi đột phá. Phụ thân, con đột phá võ giả cửu giai đỉnh phong rồi. Giọng nói của Ngụy Đình Đình từ ngoài cửa truyền vào. Gia gia, con cũng đột phá rồi, cũng là cửu giai đỉnh phong. Ngụy Thư Di cũng chạy vào, vui vẻ nói chỉ có ngụy thư tuấn là vừa mới đột phá võ sư nên chưa đột phá tiếp nhưng cũng đã đạt tới võ sư nhất giai đỉnh phong triệu gia hai tỷ muội triệu nhã chi triệu nhã phương từ võ giả thất giai đột phá lên cửu giai triệu trường thanh từ võ sư lục giai đột phá lên thất giai triệu tung minh đạt tới võ linh lục giai đỉnh phong không lâu nữa sẽ đột phá thất giai lão gia tự kích động đến mức không thể khống chế xem ra hắn sắp đột phá võ tông rồi tôn tử triệu trường thanh của hắn thiên phú kinh người chắc chắn sẽ trở thành cường giả võ tông hiện tại ngay cả hắn cũng sắp đột phá võ tông mà thành chủ triệu thế phương cũng giống như ngụy khiếu đình đột phá đến võ linh tam giai hết thảy đều là nhờ dương chưởng quỷ điều này cũng khiến bọn họ kiên định tín niệm quyết tâm ôm chặt hai cái đùi của dương phong ngày hôm sau dương phong vừa mở cửa tiệm người của ngụy gia triệu gia thủy nguyệt môn đã đến đông đủ phải mất đến 8 ngày, Dương Phong mới kể hết Tây Du Ký. Trong khoảng thời gian này, những người nghe kể phần lớn là người của tử kim dông binh đoàn. Thỉnh thoảng, có một vài tán nhân dông binh đến tiểu điếm mua đan dược, những tán nhân dông binh này đều là do tử kim dông binh đoàn giới thiệu mà đến. Sau khi vào cửa hàng, nhìn thấy nhiều đại lão thiên phong thành như vậy, bọn họ vội vàng mua đan dược rồi rời đi. Trong mấy ngày nay, vừa nghe kể chuyện, vừa hấp thu linh khí nồng đậm lại được uống linh thủy mọi người đều có tiến bộ về tu vi ngươi hỏi tại sao không uống linh trà nói đùa gì vậy có linh thủy để uống đã là tốt lắm rồi năm kim tệ đã có hai cân linh thủy còn muốn linh trà gì nữa muốn xe đạp gì nữa kể xong tây du ký dương phong nói tạm thời sẽ không kể chuyện nữa giả trâu cũng phải vừa vừa thôi không thể nào một lần mà phô hết ra được nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha